Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu
cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa xưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng
bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là phe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thiên thần Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Chúng con kính chào quý ông bà và anh chị em. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Đa Minh Ngô Vân Anh, linh hồn Giuse và Maria, Giuse Maria Phú Hiển, Maria Bân, chồng và con, Mathia Nguyễn Quảng, Katarina Nguyễn Thị Sữa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta hãy cùng tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban xuống cho mỗi người chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho giáo xứ của chúng ta. Và giờ đây chúng ta hãy ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Mà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho Chúa
chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con được tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách công vụ tông đồ. Hồi ấy, đám đông ở Philippi nổi lên chống ông Phao-lô và ông Si-la. Các quan tòa sau khi đã cho lột áo hai ông thì ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh nhừ tử, họ tống hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại. Vào khoảng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Si-la hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Các người tù nghe hai ông hát. Bỗng nhiên có động đất mạnh khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người được buộc tung ra. Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cánh cửa mở toang, liền rút gươm định tự tử. Vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi. Nhưng ông Phao-lô lớn tiếng bảo: "Ông chớ hại mình làm chi, chúng tôi còn cả đây mà." Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình dưới chân ông Phao-lô và ông Si-la. Rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: "Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ?" Hai ông đáp: "Hãy tin vào Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ." Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương và lập tức ông ấy được chịu rửa tội cùng với tất cả người trong nhà. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, ngài ra tay uy quyền giải thoát con. Lạy Chúa, ngài ra tay uy quyền giải thoát con. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần xin đàn ca kinh Chúa, hướng về đền thánh,
con phụ phục tôn thờ. Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con. Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tin yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tới tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại và đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Lạy Chúa, Ngài đã ra quyền giải thoát con. Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi Thầy đi đâu. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Xong, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã xét xử rồi. Đã bị xét xử rồi. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã bước vào tuần thứ 6 của mùa Phục Sinh, và Chúa Nhật tới đã là lễ Thăng Thiên. Chúa sẽ về, Chúa Giêsu sẽ về trời. Bởi thế cho nên những ngày vừa qua chúng ta nghe Chúa Giêsu an ủi các môn đệ của Ngài, và Ngài nói rằng sẽ có Đấng Bảo Trợ, sẽ Đấng là Chúa Thánh Thần, là Đấng Bảo Trợ, là Đấng an ủi, sẽ đến cùng với các môn đệ và sẽ ở lại cùng với tất cả chúng ta trong cuộc sống thế gian này. Vâng, Chúa Giêsu sẽ tiếp tục ở lại với chúng ta dưới một cái hình thức nào đó. Vì lời Chúa vẫn hằng được giáo hội tiếp tục để
loan báo để cho chúng ta tiếp tục lắng nghe về Chúa Giêsu và đặc biệt với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về ba vai trò của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã liệt kê. Thứ nhất, Chúa Thánh Thần sẽ nói cho chúng ta về tội lỗi của thế gian này. Vâng, đó cũng chính là tội lỗi của mỗi người chúng ta nữa. Chúng ta biết cả hai nền văn hóa Kitô giáo và ngay cả ngoài Kitô giáo đều có những khái niệm về tội lỗi theo một cách nào đó. Chúng ta sẽ có những nghi thức để hoán cải, để qua quá trình tội lỗi chúng ta sẽ được tẩy sạch. Và liên quan đến cái thực tế này, đối với người Công giáo chúng ta, Chúa Thánh Thần sẽ là người thuyết phục chúng ta về tình yêu, về sự tha thứ của Thiên Chúa, cũng như về sự phụ thuộc hoàn toàn của chúng ta vào Thiên Chúa, để chúng ta biết chấp nhận lòng thương xót và ân sủng của Ngài. Cái tội nặng nhất của con người là không tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, không tin vào bí tích giải tội. Để rồi, đấy là một cái tội có thể nói được giáo hội dạy dỗ rằng là chúng ta đã phạm đến ân sủng của Chúa Thánh Thần, và đó là cái tội không tha được. Khi chúng ta mất hoàn toàn niềm tin vào Chúa Thánh Thần để hướng dẫn giúp đỡ chúng ta vào qua bí tích giải tội, chúng ta nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Thứ hai, Chúa Thánh Thần thuyết phục chúng ta về sự công chính của Chúa Giêsu, được hỗ trợ bởi sự kiện Chúa Giêsu đã sống lại và trở về với Thiên Chúa Cha. Về mặt thể xác, chúng ta không còn nhìn thấy Chúa Giêsu nữa, nhưng Ngài đã ngự bên hữu của Chúa Cha. Và như thế, Chúa Thánh Thần xác nhận trong lòng chúng ta, mặc dù thực tế chúng ta không thấy Ngài, nhưng qua bí tích thánh thể dưới hình bánh và rượu, Chúa Giêsu vẫn luôn luôn ngự ở nơi chúng ta, trong lòng của giáo hội. Vâng, Chúa Thánh Thần đã thể hiện quyền năng của Ngài trong thánh lễ. Chúng ta thấy đến phần truyền phép bánh và rượu để trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu. Riêng với trong việc truyền phép trong kinh tạ ơn thì chúng ta nghe rõ như thế này: vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng ta biết sao trong kinh tạ ơn, phần truyền phép này, thì bánh và rượu chính thức trở nên mình và máu thánh Chúa qua quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần. Vâng, Chúa Giêsu vẫn hiện hữu trong thế gian này qua hình mình và máu của Ngài, qua quyền năng của Chúa Thánh Thần để giúp đỡ chúng ta nuôi sống đời sống tâm linh, đời sống thể xác của chúng ta. Và thứ ba, Chúa Thánh Thần cáo trách chúng ta về sự phán xét, rằng tất cả chúng ta sẽ phải đứng trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Sự phán xét của Thiên Chúa là sự công bằng và sự tốt lành. Khi chúng ta biết tuân theo các giới răn của Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy được sự bình an, niềm vui và sự hòa giải thực sự
với Thiên Chúa. Và như vậy, chúng ta ngày hôm nay có qua lời Chúa, chúng ta có để Chúa Thánh Thần thật sự ngự trị trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần đang soi sáng chúng ta. Chúng ta có đến với Chúa Thánh Thần để Ngài giải thoát chúng ta khỏi sự kềm kẹp của tội lỗi và đốt cháy chúng ta bằng ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa không? Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm vượt qua, để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa vì Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Người, con cái sự sáng được sinh ra để sống muôn đời, và khi cửa nước trời được mở ra đón nhận các tín hữu, vì nhờ sự chết của Người, chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của Người, chúng con được phục sinh. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy,
các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa triều thiên và tuyên xưng Chúa sống mãi, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Mike chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lành Chúa cứu thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Thank you.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng nhằm cứu chuộc chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu khẩn và mà nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hiện tại và cho hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Bye.